Theo thông tin từ Ban Tôn giáo Chính phủ cung cấp ngày 3 tháng 6, thầy Thích Minh Tuệ đã tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực. Thầy Thích Minh Tuệ bắt đầu từ năm 2017 đến năm 2023 tự tu, thực hành hạnh khất thực và đã 3 lần đi bộ từ Nam ra Bắc và ngược lại. Trong suốt quá trình đó, việc đi lại và thực hành hạnh nguyện của thầy Thích Minh Tuệ diễn ra thuận lợi, không có khó khăn, cản trở và không gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự. Năm 2024 là lần thứ tư thầy Thích Minh Tuệ đi bộ xuất phát từ tỉnh Khánh Hòa, theo trục đường chính lên Cao Bằng, Hà Giang và hiện nay đang đi chiều ngược trở lại, hiện đã đến khu vực miền Trung, Thừa Thiên, Huế. Quá trình đi bộ này đã xảy ra hiện tượng tập trung đông người đi theo ông thầy Thích Minh Tuệ, gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự và cảnh quan môi trường. Đặc biệt, ngày 30 tháng 5 năm 2024, một người đàn ông trong đoàn người đi theo có tên là Lương Thanh Sơn, tự xưng là Minh Thiện, trú tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh bị sốc nhiệt, suy đa tạng, xuất huyết tiêu hóa dẫn tới tử vong. Tiếp theo đó là ngày 2 tháng 6 năm 2024 có hai người phụ nữ khi đi theo thầy và đoàn người đã bị sốc nhiệt, đuối sức. Các cơ quan chức năng đã kịp thời đưa đến bệnh viện để điều trị. Trước những sự việc đáng tiếc nêu trên, các cơ quan chức năng đã gặp gỡ, trao đổi với thầy Thích Minh Tuệ về việc nhà nước nhất quán chủ trương tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người, chính quyền các địa phương đã luôn quan tâm, tạo điều kiện để thầy Thích Minh Tuệ được đi bộ và hành trì theo ý nguyện, song cần phải bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho người dân và sự ổn định xã hội. Thầy Thích Minh Tuệ đã nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ của công dân, tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực.